Xin chào mọi người, mình là Kim Thi, cố vấn định cư tại công ty di trú ICIC. Hôm nay mình sẽ trao đổi với mọi người về chủ đề ở Saskatchewan. Saskatchewan có khắc nghiệt như bạn nghĩ? Nhắc tới Saskatchewan, mọi người thường hay nghĩ ở đây rất là lạnh, khó sinh sống, dân cư thưa thớt, vắng vẻ. Vậy thực sự ở đây có như vậy hay không? Ở Saskatchewan không hề khắc nghiệt như bạn nghĩ. Ở đây đều có đầy đủ các cái điều kiện sinh sống về an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục tương tự như những tỉnh bang khác. Ngoài ra, ở đây còn có một cộng đồng lớn, người dân nhập cư rất lớn để hỗ trợ các anh chị khi mới qua. Đặc biệt rằng chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao do có sự quan tâm đặc biệt từ chính phủ ở tỉnh bang này. Trải nghiệm của một số khách hàng của ICAC khi đến Saskatchewan sinh sống. Lúc mới đến Saskatchewan thì các anh chị đều suy nghĩ rằng các anh chị sẽ di chuyển ra những tỉnh bang khác sau khi mà anh chị có thường trú nhân. Tuy nhiên, sau khi sinh sống từ 1 đến 2 năm thì các anh chị đều không thể muốn di chuyển ra những tỉnh bang khác. Như vậy thì điều này chứng tỏ rằng ở Saskatchewan không hề khó sinh sống và khắc nghiệt như mọi người nghĩ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi thông tin định cư từ ICIC và hẹn gặp lại ở những chủ đề tiếp theo nhé.